xin chào tất cả anh em, mình là Irene, tôi coi 68 TV. Như anh em đã biết thì việc lựa chọn một sàn giao dịch phù hợp và đáng tin cậy để có thể lưu trữ tài sản và kiếm lợi nhuận thì luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu đối với tất cả những nhà đầu tư tham gia vào thị trường crypto. Bên cạnh đó thì như anh em đã biết, hiện tại chúng ta đang thấy rất nhiều những vụ lừa đảo tham gia vào các sàn giao dịch đầu tư tiền giả mạo để chiếm đoạt tài sản khiến chúng ta mất tiền thì xuất hiện rất là nhiều ở trên các đài báo hay là thông tin đại chúng. Vì vậy cho nên là cái nhu cầu để tìm kiếm một sàn giao dịch uy tín cũng như là đáng tin cậy thì ngày càng tăng lên. Và điều này thì sẽ cực kỳ quan trọng đối với những anh em mới tham gia vào thị trường, bởi vì việc chọn đúng một sàn giao dịch thì sẽ giúp cho anh em bảo vệ được tài sản trước khi mà anh em nghĩ đến việc là có thể nhân tài sản đó lên hoặc là kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Vậy trong video ngày hôm nay thì anh sẽ đem đến cho anh em một sàn giao dịch có độ uy tín cao cũng như là trải nghiệm người dùng khá là tốt, đó chính là Nami Exchange. Anh em hãy cùng Irene tìm hiểu những ưu điểm của sàn này và Irene cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng sàn Nami Exchange nhé. Ok, không để anh em đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời câu hỏi tại sao Nami Exchange là một sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy nhé. Nami Exchange thì là một nền tảng giao dịch tiền số và là một phần của hệ sinh thái Nami Foundation, được thành lập từ năm 2017. Đây là một nền tảng giao dịch đầu tiên tại Việt Nam cung cấp tính năng future dành cho người dùng với hơn 1.000 cặp giao dịch cùng với 300 loại tiền số khác nhau và cũng là đối tác chính thức của sàn giao dịch cực lớn là Binance. Vào năm 2018 thì tiền thân của Nami Exchange là Nami Trade đã hoàn thành một vòng gọi vốn trị giá 5 triệu đô từ nhiều quỹ đầu tư và thu hút được nhiều sự chú ý từ cộng đồng KOL quốc tế như là Mỹ, Úc, châu Âu v.v. Tính tới thời điểm hiện tại thì Nami Exchange đã có hơn 1,6 triệu người dùng. Tính từ năm 2022 đến nay thì sàn giao dịch này đã đạt hơn 12 tỷ đô khối lượng giao dịch, cùng với đó là khoảng gần 1 triệu đô phí hoa hồng đã được chi trả cho đối tác. Bên cạnh đó thì Nami Exchange cũng đáp ứng những tiêu chuẩn cao về mặt pháp lý ở trên phạm vi toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại thì Nami Exchange được cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo VASP bởi cơ quan đăng ký pháp nhân của Cộng hòa Litva. Ngoài ra thì còn một số các giấy phép hoạt động khác của Nami Exchange, Irene sẽ để ở trên màn hình cho anh em. Ok, sau khi đã giới thiệu sơ lược về Nami Exchange cũng như là tìm hiểu về độ uy tín của sàn này thì bây giờ Irene sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng sàn Nami cũng như là chỉ cho anh em một số tips để tìm kiếm lợi nhuận ở trên sàn này nhé. Đầu tiên thì Irene sẽ hướng dẫn cách đăng ký tài khoản cho anh em. Để có thể sử dụng được sàn Nami thì anh em sẽ cần phải đăng ký tài khoản cá nhân hoặc là liên kết trực tiếp với tài khoản Google hoặc là Facebook. Sau khi đã đăng ký tài khoản cá nhân rồi thì anh em hãy xác thực tài khoản thông qua email đã đăng ký trước đó. Đây sẽ là giao diện sau khi anh em đã hoàn thành. Tiếp theo thì anh em nhấn vào mục thông tin cá nhân và chuẩn bị các thông tin cần thiết để tiến hành KYC ở trên Nami Exchange. Rồi, ok, sau khi anh em đã hoàn thành xong tất cả những bước trên thì anh em đã chính thức đăng ký tài khoản thành công rồi. Đối với người dùng mới thì sau khi anh em đăng ký và KYC thành công thì anh em sẽ nhận được một phần thưởng từ Nami Exchange để có thể trải nghiệm những tính năng giao dịch như là spot hoặc là futures. Để có thể trải nghiệm các cái sản phẩm ở trên Nami Exchange thì sau khi mà anh em đăng ký tài khoản và KYC xong thì anh em sẽ cần phải có một phần tài sản crypto để có thể trải nghiệm. Việc xây dựng một cái hệ thống nạp rút theo mô hình merchant, tức là đối tác nạp rút thì sẽ giúp cho người dùng thuận tiện hơn khi mà mua hoặc là rút tài sản ở trên sàn Nami. Các cái đối tác nạp rút thì sẽ được phía Nami Exchange kiểm định một cách kỹ lưỡng và thêm vào hệ thống. Điều này thì sẽ giúp đảm bảo sự minh bạch này, an toàn và tin cậy cho người dùng. Ngoài ra thì bên phía Nami cũng sẽ hỗ trợ nạp rút VNST, VNDC theo bảng vị Việt Nam đồng, giúp cho người dùng sẽ không bị mất phí chênh lệch khi mà so sánh với việc mà anh em nạp rút bằng P2P ở trên các sàn khác hay là chênh lệch tỷ giá đô trên Việt Nam đồng. Ngoài ra thì một điều đặc biệt là người dùng sẽ không mất bất kỳ một khoản phí nào khi nạp tiền lên sàn Nami Exchange. Tuy nhiên thì khi rút anh em sẽ mất một khoản phí là khoảng 0.02%, tối thiểu là khoảng 2.000 đồng và tối đa là 20.000 đồng. Để đẩy nhanh quá trình rút đối với những khoản tiền lớn thì người dùng có thể tốn thêm một khoản tip tùy thuộc vào người dùng và có thể tùy ý lựa chọn đối tác nạp rút hoặc là theo gợi ý từ phía hệ thống. Rồi, bây giờ thì anh sẽ chia sẻ cho anh em về một số công cụ cơ bản dành cho các nhà đầu tư spot hay là swap trading ở trên Nami. Rồi, ở trên Nami thì swap là tính năng có thể giúp cho anh em chuyển đổi linh hoạt và nhanh chóng giữa các loại tiền số, tức là crypto, thông qua việc giao dịch mua và bán ngay dưới dạng lệnh thị trường là market order. Qua đó thì người dùng có thể thực hiện các giao dịch gần như là ngay lập tức với độ trượt giá thì cực kỳ thấp.
Tại trang chủ của Nami thì anh em sẽ chọn vào mục sản phẩm, sau đó chọn quy đổi. Khi mà màn hình chuyển sang giao diện quy đổi như thế này thì anh em có thể làm theo các bước sau. Bước 1 là anh em chọn token quy đổi và nhập số lượng. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là VNST. Bước 2 thì anh em chọn token mà anh em muốn quy đổi sang. Nami Exchange sẽ hiện tỷ giá quy đổi ngay bên dưới để anh em tham khảo. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là USDT. Bước thứ 3 thì anh em sẽ chọn vào nút xem trước quy đổi. Tại đây thì anh em sẽ có một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra tỷ giá và xác nhận quy đổi. Ok, vậy là xong rồi. Anh em đã hoàn thành xong các bước đơn giản để thực hiện một lệnh swap ở trên Nami Exchange. Đối với sàn Nami thì anh em có thể tham gia giao dịch với hơn 1.000 cặp giao dịch cùng với 300 loại tài sản số khác nhau với tốc độ cực kỳ nhanh và tính thanh khoản cao. Cùng với đó là sự tiện lợi này, an toàn khi mà sử dụng. Rồi ok, bây giờ thì Irene sẽ cùng anh em trải nghiệm thêm một tính năng nữa là tính năng spot nhé. Tại trang chủ của Nami thì anh em hãy chọn vào mục sản phẩm, sau đó ấn vào mục giao dịch giao ngay. Tại đây thì chúng ta sẽ có thấy hiển thị giao diện cơ bản của tính năng này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể lựa chọn vào giao dịch nâng cao, ấn vào biểu tượng setting ở góc bên phải màn hình và chọn vào giao diện mà anh em mong muốn. Sau đó thì anh em di chuyển xuống khung đặt lệnh, cài đặt các thông số sau. Ok, các loại lệnh sẽ bao gồm các lệnh như sau. Đầu tiên là lệnh giới hạn, là lệnh limit. Lệnh này sẽ cho phép anh em mua một số lượng token nào đó ở mức giá mà anh em mong muốn. Lệnh thứ hai là lệnh thị trường, tức là lệnh market. Khi mà anh em bấm vào lệnh này thì tự động hệ thống sẽ khớp cho anh em mua số token ở giá hiện tại của thị trường. Sau đó thì anh em hãy nhập số lượng mà anh em muốn giao dịch vào. Và cuối cùng và bấm vào nút mua hoặc nút bán để hoàn tất giao dịch. Rồi, tiếp theo là tính năng earning. Sau khi anh em đã mua tài sản crypto ở trên Nami rồi thì anh em có thể sử dụng thêm tính năng Nami Earn. Đây là tính năng cho phép tối đa hóa lợi nhuận thu về từ các loại tài sản crypto nhàn rỗi của anh em nhờ vào việc staking, hay là anh em có thể hiểu đơn giản là như là gửi tiết kiệm ở trên Nami Exchange vậy. Mỗi loại tài sản này thì sẽ có điều khoản và tỷ lệ phần thưởng khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm và từng biến động của thị trường. Nami Earn này thì sẽ rất là phù hợp đối với những anh em tham gia đầu tư theo thiên hướng dài hạn hay là holder ấy. Ví dụ thì ở đây mình sẽ muốn stake token Sol chẳng hạn, thì mình sẽ có khá nhiều lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của bản thân. Mỗi kỳ hạn này thì sẽ tương ứng với một mức lãi suất nhất định. Kỳ hạn càng dài thì reward hay là phần thưởng nhận lại sẽ càng lớn. Vậy cho nên là tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân mà anh em có thể tùy chọn kỳ hạn mong muốn. Ví dụ như là daily staking hay là monthly staking chẳng hạn. Ngoài ra nếu như ở hiện tại anh em không muốn nắm giữ quá nhiều tài sản crypto thì daily staking sẽ là một lựa chọn không tồi dành cho anh em. Nếu như mà anh em muốn kiếm thêm lợi nhuận thụ động hàng ngày thì anh em có thể sử dụng daily staking để kiếm thêm những phần reward cho mình mỗi ngày. Để có thể kiếm được tiền từ daily staking thì anh em hãy nắm giữ VNST và USDT ở trong ví spot cũng như là ví future. Điểm nổi bật nhất của daily staking nằm ở chỗ là anh em chỉ cần nắm giữ hai đồng token trên ở trên ví spot và ví future thôi, mà không cần phải lock tài sản hay là đưa tài sản này vào bất cứ nơi nào cả. Hoặc thậm chí nếu như anh em đang mở một lệnh futures chưa đóng lệnh thì vẫn sẽ đủ điều kiện để nhận được phần thưởng hàng ngày từ Nami Exchange với mức API đối với VNST là 12,79% và 6% dành cho USDT. Việc này thì sẽ giúp cho anh em tối đa hóa được hiệu suất sử dụng vốn nhất có thể, đặc biệt là ở trong giai đoạn thị trường sideways, ít biến động. Bên cạnh đó thì việc có một cái mức lãi suất khoảng 6% một năm thì cũng là một mức lãi suất khá là hấp dẫn nếu như anh em so với lãi suất ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Mình làm video này là chỉ khoảng 4,7% cho đến 5% một năm thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho anh em một số những công cụ nâng cao dành cho các nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp. Đầu tiên là giao dịch future. Giao dịch future thì là một trong những sản phẩm cực kỳ tiêu biểu của sàn Nami Exchange rồi và được rất rất nhiều người tin tưởng sử dụng. Hiện tại thì sàn giao dịch Nami Exchange đang có hai sản phẩm future để hỗ trợ cho người dùng. Thứ nhất là Nami Futures và thứ hai là NAO hay là NOW. Người dùng thì có thể sử dụng Nami Futures ở trên website của Nami Exchange. Tuy nhiên thì với NOW Future thì hiện tại anh em sẽ chỉ sử dụng ở trên ứng dụng điện thoại mà thôi nhé. Đầu tiên về Nami Future, hiện tại thì Nami Future đang có mức đòn bẩy khá là lớn, tối đa lên tới x125 lần cùng với hơn 1.000 cặp giao dịch khác nhau, cho nên là anh em hoàn toàn có thể thuận tiện kiếm được lợi nhuận ở trong thị trường bằng cái công cụ này. Giao diện của phần này thì được thiết kế khá là dễ nhìn, với thiết kế thì được tối ưu dành cho các nhà đầu tư như là việc bổ sung thêm tính năng thanh kéo tỷ lệ phần trăm khi mà cài đặt SL hay là TP. Ở thời điểm hiện tại thì Nami Future vẫn đang trong quá trình phát triển thêm cũng như là nâng cấp thêm nhiều tính năng nữa. Nhưng mà bù lại thì mình thấy là sản phẩm này sở hữu phần nhìn này, giao diện cũng như là trải nghiệm tương đối đơn giản và thân thiện, dễ sử dụng với những nhà đầu tư mới, những trader mới tham gia vào thị trường thì hoàn toàn có thể sử dụng
ứng dụng hay là website của Nami một cách khá là đơn giản và dễ dàng. Thứ hai là về NAO Futures hay là Now Futures. Now Futures thì cung cấp cho người dùng một sản phẩm giao dịch phái sinh kỳ hạn vĩnh viễn. Công cụ này thì cũng có đòn bẩy cao từ X1 cho đến X125. Khác biệt lớn nhất của Now Futures sẽ là cơ chế pool quản trị vô cùng đặc biệt, cho phép người dùng staking token Now để nhận được rất là nhiều quyền lợi hấp dẫn, như là được chia sẻ 20% doanh thu từ phí giao dịch, dao động quanh mức API là từ 20% cho đến 40%, cùng với đó là quyền biểu quyết đối với các thay đổi quan trọng liên quan đến sự phát triển của dự án này. Ok, một tính năng cũng quan trọng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho anh em là Nami Insurance. Anh em đã bao giờ nghĩ là có cách nào để có thể bảo vệ bản thân của anh em trước những biến động khó lường của thị trường crypto chưa? Nếu như anh em đang tìm kiếm cho bản thân một công cụ hữu ích để bảo vệ vị thế của anh em thì có lẽ là Nami Insurance là một đáp án hợp lý. Giới thiệu sơ qua một chút thì Nami Insurance là một giao thức phòng vệ phi tập trung có ứng dụng công nghệ blockchain nhằm cung cấp giải pháp bảo vệ tài sản của anh em khi mà thị trường biến động ngược lại với dự đoán. Về cơ bản thì anh em có thể sử dụng Nami Insurance theo một công cụ bảo hiểm nhằm bảo vệ các vị thế futures đi ngược với dự tính, tức là việc anh em hedging hoặc là tài sản spot đang ở trong chiều hướng giảm. Khi mà trải nghiệm Nami Insurance ở trên sàn giao dịch này thì anh em có thể chủ động hơn trong việc là bảo vệ những cái vị trí futures của anh em. Vì ở trên mỗi hợp đồng mà người dùng đăng mở thì hệ thống sẽ gợi ý một hợp đồng bảo hiểm phù hợp với người dùng để hạn chế tối đa rủi ro cũng như là phòng vệ những tình huống mà thị trường biến động mạnh ngoài dự kiến của anh em. Về sản phẩm này thì bọn mình sẽ làm một bài review chi tiết hơn để anh em có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm Nami Insurance nhé. Kế đến là Copy Trade. Đây thì sẽ là một tính năng phù hợp với những nhà đầu tư mới chưa thể xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch hợp lý và hiệu quả. Thì mình nghĩ là Copy Trade sẽ là một cách để anh em có thể tìm hiểu thêm những cái phương pháp giao dịch cũng như là xem cách những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp đang giao dịch như thế nào. Với Copy Trade ở trên Nami thì anh em có thể theo dõi cùng lúc nhiều những cái pro trader và có quyền quyết định thiết lập các cái tùy chọn để quản lý rủi ro cho riêng mình. Ví dụ là anh em có thể thiết lập theo tỷ lệ hoặc là theo từng vị trí khác nhau, hoặc là lựa chọn những cặp giao dịch mà anh em mong muốn, mức ký quỹ hay là tỷ lệ trượt giá. Điều này thì sẽ giúp cho những anh em đi copy sẽ có thể chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro này hay là tài sản của anh em. Với những anh em mà đã có kinh nghiệm trong thị trường và anh em tự tin về khả năng trade của bản thân thì hoàn toàn có thể đăng ký để nhận được thêm nhiều những phần quà hấp dẫn từ sàn này. Tiếp theo là một số những tính năng mở rộng của Nami. Thứ nhất là Nami Infinity. Không chỉ có những sản phẩm thuần tài chính, Nami Exchange thì còn phát triển một tính năng khá thú vị, đó chính là Nami Infinity. Đây thì là một trang tổng hợp các bộ sưu tập tài sản số đặc biệt, có tính nghệ thuật và cung cấp nhiều quyền lợi khác nhau cho người sở hữu. Ví dụ như là Sky Namia Badge, SB và Grab NFT hay là WNFT. Tính đến thời điểm hiện tại thì Nami Infinity đã ra mắt tổng cộng 5 bộ sưu tập với gần 15 WNFT cũng như là SB khác nhau. Các bộ sưu tập này thì không chỉ mang giá trị về nghệ thuật mà còn có thể mang đến cho anh em nhiều quyền lợi khác nhau khi mà anh em sử dụng nữa. Kế đến là Nami Membership. Nếu như anh em muốn có thêm nhiều ưu đãi hơn nữa khi mà trải nghiệm Nami thì anh em có thể sử dụng tính năng Membership này. Nami Membership thì cung cấp và giới thiệu cho anh em những cái ưu đãi mua sắm dịch vụ này, sản phẩm từ nhiều thương hiệu khác nhau thuộc đa dạng ngành như là ăn uống, mua sắm, làm đẹp. Hiện tại thì anh em đã có thể trải nghiệm những cái dịch vụ từ Nami Membership tại hơn 20 điểm bán và cửa hàng khác nhau ở các thành phố lớn và là các điểm du lịch như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hội An, Cần Thơ v.v. Và còn rất nhiều những địa điểm mới sẽ được mở trong tương lai. Ok, sau khi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho anh em về một số các cái tính năng đặc biệt của sàn này thì bây giờ mình sẽ đi tổng kết lại cũng như là đánh giá về sàn Nami Exchange cho anh em nhé. Rồi, thứ nhất là về những ưu điểm nổi bật của sàn. Sau một thời gian trải nghiệm cũng như là sử dụng sàn Nami Exchange thì mình thấy là Nami hiện tại có nhiều chương trình khá là hấp dẫn như là đem lại nguồn thu nhập thụ động cho người dùng này, đặc biệt là với Daily Staking. Như mình đã đề cập ở bên trên, thì anh em hoàn toàn có thể kiếm thêm phần thưởng thông qua việc là nắm giữ VNST và USDT ở trong ví Spot và Future mà không còn phải lock tài sản của anh em ở bất cứ đâu cả. Thứ hai là về việc bảo vệ vị thế của các nhà đầu tư. Đối với những anh em trader ngắn hạn hoặc là sử dụng Future nhiều thì việc có thêm một cái công cụ giúp anh em bảo vệ được vị thế của những cái tài sản của anh em sẽ giúp đa dạng các cái chiến lược đầu tư hơn và đảm bảo tâm lý của anh em có thể được ổn định hơn khi mà anh em tham gia vào quá trình giao dịch và giảm thiểu các rủi ro khi mà thị trường có những cái biến động mạnh chẳng hạn. Một điều nổi bật đáng chú ý nữa là sàn Nami có một cộng đồng khá là tốt và có nhiều sự kiện hấp dẫn.
Nami Exchange thì luôn thường xuyên tổ chức các cái chương trình và sự kiện để tạo ra sân chơi vững chắc cho cộng đồng. Hiện tại thì cộng đồng của họ đã có hơn 160.000 thành viên thường xuyên giao lưu và học hỏi để đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp Web3 và crypto tại Việt Nam. Điển hình trong đó là có giải đấu Nami Championship. Đây là một trong những sự kiện nổi bật với giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng mà Nami đã tổ chức hàng tháng, mang đến một cái sân chơi rất là sôi động cũng như là thu hút được đông đảo người dùng tham gia. Một điểm nữa mà mình cũng rất ấn tượng với Nami Exchange đó chính là đội ngũ hỗ trợ xuyên suốt 24/7 và là người Việt. Đội ngũ này thì sẽ luôn sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc của anh em. Hiện tại thì Nami đã có kênh live chat trực tiếp cùng với nhiều kênh liên hệ khác nhau để anh em có thể tương tác trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ mà không còn tốn thời gian để tạo biểu mẫu yêu cầu hay là chờ đợi phản hồi từ đội ngũ chăm sóc khách hàng. Khi mà anh em gặp bất kỳ vấn đề gì thì cũng có thể liên hệ ngay trực tiếp với họ và được giải đáp hoàn toàn bằng tiếng Việt nha anh em. Và tất nhiên thì Nami Exchange cũng có rất nhiều các kênh hỗ trợ khác ở trên các nền tảng mạng xã hội để anh em có thể đóng góp ý kiến hay là phản hồi về những cái chương trình hay là sản phẩm và có thể là báo lỗi trực tiếp đến đội ngũ phát triển của họ ngay ở trên các trang mạng xã hội này. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu về sàn Nami Exchange với những cái chương trình và phần thưởng khá là hấp dẫn cùng với một cái giao diện mượt mà và trực quan với người dùng. Thì mình nghĩ là sàn Nami Exchange là một sàn giao dịch mà anh em có thể thử trải nghiệm, đặc biệt là với những cái sản phẩm của Nami như là sản phẩm bảo hiểm này hay là daily staking được tích hợp trực tiếp ở trên sàn. Thì mình thấy là sàn này đang có khá nhiều những tính năng nổi bật mà anh em có thể thử xem sao. Dù hiện tại thì vẫn có thể sẽ có tồn tại một số những cái hạn chế nhất định về mặt sản phẩm cũng như là tính năng, nhưng mà đội ngũ của Nami thì vẫn luôn phát triển và đang cố gắng từng ngày để có thể hoàn thiện và bổ sung thêm những cái tính năng mới để giúp nâng cao trải nghiệm của anh em trong thời gian tới. Nếu như anh em quan tâm và muốn thử nghiệm những tính năng của sàn Nami thì mình sẽ để đường link đăng ký ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là bình luận cho anh em nhé. Anh em hãy cùng trải nghiệm và để lại những feedback đánh giá của anh em ở phía bên dưới phần mô tả cũng như là bình luận. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.